Rồi, xin chào tất cả các em học sinh lớp 6. Như vậy thì trong clip trước thầy đã hướng dẫn cho các em xong cái phần bài tập của cái bài 11 tính chất cơ bản của phép nhân phân số, đúng không nào? Thì ở trong cái tính chất này chúng ta đã nắm được những cái tính chất cơ bản của phép nhân phân số, ví dụ như là giao hoán hay là kết hợp hay là nhân với số 1 hay là tính chất phân phối đối với phép cộng, đúng không nào? Thì trong đó cái tính chất mà phân phối nó rất là quan trọng nên chúng ta cần phải hết sức lưu ý nhé. Bạn nào mà chưa vững thì chúng ta cũng nên vào xem lại clip của thầy để chúng ta nắm cho chắc. Ok. Thì trong clip hôm nay thầy tiếp tục hướng dẫn cho các em ở cái bài luyện tập nha các em nhé. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đi làm bài 78 nhé. Rồi chúng ta có bài 78. Căn cứ vào tính chất giao hoán và tính chất kết hợp của phép nhân số nguyên thì chúng ta đã biết rồi. Ta có thể suy ra tính chất giao hoán và tính chất kết hợp của phép nhân phân số. Ví dụ tính chất giao hoán của phép nhân phân số, ví dụ như đây các em thấy giao hoán nghĩa là hoán đổi vị trí, các em nghĩa là a phần b nhân c phần d, thì khi đó các em lấy tử nhân tử, mẫu nhân mẫu, đây các em thấy chưa? Sau đó chúng ta sẽ hoán đổi vị trí a với c, b với d, thấy chưa? Thì khi đó chúng ta sẽ được c phần d nhân với a phần b, nghĩa là hai này hoán đổi vị trí cho nhau, được chưa nào? Bằng cách tương tự, em hãy suy ra tính chất kết hợp của phép nhân phân số từ tính chất kết hợp của phép nhân của số nguyên. Thì đây kết hợp thì gần như là chúng ta nhóm, đúng không nào? Nhóm thì chúng ta sẽ có đây, ví dụ này, ví dụ như chúng ta có a phần b nhân với c phần d đó, nhân với b phần q, có đúng không nào? Thì ở đây chúng ta cũng lấy tử nhân tử, mẫu nhân mẫu, đúng không nào? Như vậy thì ở đây chúng ta có lấy a nhân c, phải không, trên b nhân d, rồi nhân cho b phần q ở đây, có phải không nào? Đó, sau đó chúng ta sẽ bằng tiếp, chúng ta sẽ bằng tiếp, đó là gì? Chúng ta tiếp tục lấy a nhân với c nhân b trên cho b nhân d nhân cho q, phải không nào? Như vậy thì bây giờ thầy sẽ tiếp tục hoán đổi vị trí ở trên đây. Như vậy chúng ta có a nhân, bây giờ thầy không nhân c mà thầy lại nhân cho gì các em? Theo em thầy sẽ nhân cái gì ạ? Thầy không hoán đổi nữa mà thầy sẽ tiến hành nhóm c như b đi thành một nhóm này. Hồi nãy ở đây là a với c này, b với d này. Bây giờ thầy sẽ kết hợp nhóm c với b, còn ở đây b thầy nhóm d với q. Đó. Thầy sẽ bằng tiếp, như vậy thầy sẽ tách ra trở thành là a phần b nhân c phần d nhân cho b phần q. Đó. Nghĩa là bây giờ thầy đã kết hợp giữa cái phân số c phần d với b phần q để tạo thành một nhóm, còn a phần b này ra bên ngoài. Đó. Được chưa? Thấy chưa? Nhìn có vẻ rườm rà phức tạp nhỉ, nhưng mà thực chất nó rất là đơn giản, không các em? Nhìn đọc bài 78 nó nguy hiểm không? Nhìn cái thằng nó nguy hiểm nhưng mà thực chất nó cũng chẳng nguy hiểm là cái gì các em ạ. Thông thường là vậy, tỏ vẻ ra nguy hiểm thôi. Ok, rồi chúng ta đi sang bài 79 nhé. Rồi chúng ta sẽ đi sang bài 79. Đố tìm tên một nhà toán học Việt Nam thời trước. Rồi em hãy tính các tích tích nghiệm phép nhân em, sau rồi viết chữ tương ứng với đáp số đúng vào các ô trống, khi đó em sẽ biết được tên của một nhà toán học Việt Nam nổi tiếng ở thế kỷ thứ mấy các em? Thứ 15 đúng không nào? Thứ 15. Em nhìn trên đây thầy hướng dẫn nè, thì để biết được ông là ai á thì các em phải tìm các chữ cái để điền và tương ứng các ô. Đây thầy lấy ví dụ này, ví dụ như 1/5. Nếu như ở trên đây các em giải những cái kết quả, các cái tích này, các em thấy các cái tích không? Kết quả nào mà tương ứng, thầy lấy ví dụ như chữ E đi, ví dụ thế. Chữ E mà nó bằng kết quả là 1/5 thì các em điền ở đây là chữ E. Rồi bây giờ thầy sẽ giải hết tất cả các chữ này, sau đó thầy sẽ hướng dẫn điền ở đây cho các em thấy nha. Rồi, đây, bây giờ thầy sẽ làm từ trên xuống, bắt đầu bằng chữ T nha. Chữ T. Như vậy chữ T thì nó sẽ bằng là gì? -2/3 nhân -3/4. Không, thầy cứ lấy -2 nhân -3 trên cho 3 nhân 4.
Như vậy ở đây âm với âm ra dương này, 24 kem tháng nào. Kem 24 không? Như vậy trên đây còn 1, dưới đây còn 2 này. Được chưa? Tại vì âm với nhân âm đi ra dương rồi. Hay là nếu kem chưa thấy chỗ đây là âm 1. À, 3 với 3, như vậy trên đây còn âm 1. Ở dưới đây là 1, như vậy âm 1 nhân âm 1 thì ra được 1, 1 nhân 2 là 2. Như vậy chữ T nó bằng tương ứng là với 1/2. Các em thấy như nào? Bây giờ chỗ nào có 1/2 thì các em điền chữ T thôi. Thấy em? Được không nào? Chữ T. Đó. Bây giờ các em đã hiểu chưa? Tới chữ Y nha. Chữ Y của nó sẽ bằng là 16/17 nhân âm 17/32. Thì bây giờ 16 nhân cho âm 17 cứ để đó. 17 nhân 32. Các em thấy 16 với 32 này. 16 với 32 thì đây 1, đây 2. 17 với 17 đây, ở đây còn âm 1. Ở đây được 1, nhưng mà kết vào đây âm 1/2. Chỗ nào có âm 1/2 thì các em sẽ thế bằng chữ Y. Được không nào? Đây. Đó. Coi đằng trước đây có nữa không, chứ không nó nhiều. Nhiều lúc nó có tới 2 vị trí các em ạ. 2 vị trí. Rồi tới chữ G nha. Mười lăm phần 49 nhân âm 84/35. Ta có 15 nhân cho âm 84/49 nhân 35. Như vậy thì 15 với 35 em thấy chưa? 15 35 ở đây thầy chia mấy? Chia 5, đây chia 5. Thì đây còn 3. Ở dưới đây còn 7 đúng không nào? Âm 84 với 49 chúng ta có thể thu gọn được không em? Thì 84 49 thì ở đây thì chia cho 7, ở đây thì chia 7 nha. Các em nhớ này, âm 84 chia 7 thì bằng âm 12. Còn 49 chia 7 thì được 7. Như vậy kết quả đây bằng âm 36/49. Chỗ nào có âm 36/49 thì chúng ta điền chữ G. Các em thấy rõ chưa? Như vậy thì đây. Đây chính là G này. Thôi đâu phải không? Rồi. Tiếp trích chữ N nha. Thầy sẽ làm một hàng ở đây trước, sau đó thầy gấp giấy lại hàng, làm hàng bên kia nha. N sẽ bằng là âm 5/16 nhân âm 18/5. Như vậy âm 5 nhân âm 18 16 5. Như vậy thì ở đây, như vậy thì âm 5 nhân âm chia âm 5 đây thì ở đây còn 1. Âm 1 đây 1. 18 với 16 và chúng ta chia mấy nha? Chia 3 4. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy là chúng ta sẽ chia cho bao nhiêu? Chia cho 2 nha. Chia cho 2 thì cái đầu chia 3 chia 4 được phải không nào? Như vậy thì nó sẽ ra được âm 9 là 8. Âm nhân âm ra được 9/8. Như vậy N chúng ta ra được 9/8 nha. Đây. Đây nữa là kem. Chữ V nha. Tới chữ V nha. Máy tính thì bỏ riêng ra. Tới chữ V. 7/6 nhân 36/14. 7 nhân 36 số 14. Ở đây 1, đây 2. Đây còn 1, đây còn 6 nữa. 6/2 nghĩa là bằng 3. Chữ V chúng ta là số 3 cho các em nha. Được chưa? Chỗ nào có số 3 chúng ta điền chữ V nha. Đây các em. Được chưa? Rồi chúng ta nhìn một lần nữa. Thứ tự ở bên chữ T cho tới chữ V. Đó. Ok chưa? Chứ không phải ngẫu nhiên chúng ta lại điền được cái tên của ông nhà bác học đó nhưng chưa? Nếu mà điền từ khi anh chị học trước lớp 7 điền vô, hoặc là các em nhìn sẽ trái điền thì được. Được chưa? Chúng ta đi sang cái dòng hàng bên kia nhé. Rồi chúng ta đi sang chữ Ư. Chữ Ư thì bằng 6/7 nhân 1 thì nó bằng 6/7.
Cái này quá dễ không em ạ? Ư là 6 phần 7 đây. Chỗ nào nữa, phải rồi không? Tiếp. Chữ H 13 phần 19 nhân âm 19 phần 13. Đây đây 1, đây với đây 1, đây còn âm, như vậy chứng tỏ đây âm 1 này. Bài dễ quá thì làm nhanh luôn ha. Chỗ nào có âm 1 đường chữ H đây. H. Thứ hai vị trí chữ H anh em ha. Thứ chữ O. Chữ O đấy. 1 phần 2 nhân 3 phần 4 nhân âm 8 nhân 9, các em thấy này, 2 nhân 4 đây là 8, chứng tỏ với cái số 8 đây này. Nhưng mà ở đây còn âm 1 này. Thấy không? Thì nó là này, 2 nhân 4 là 8, với số 8 đây tiêu rút gọn. Nhưng mà trên đây còn âm 1, dưới đây còn 1, 3 với số 9 này. Trên đây còn 1, chứng tỏ dưới tưởng là âm 1 phần 3. Như vậy O nó chính là tương ứng với âm 1 phần 3. Đây. Tới chữ Y nha. Sáu phần 11 nhân âm 1 phần 7 nhân 0 nhân 3 phần 29. Các em thấy có số 0 nè. Có số 0 này cần gì phải nhân gì nữa các em? Tất cả cái tích này mà nhân với 0 thì nó ra được kết quả là 0 nha. Chúng ta không cần phải nhân hai đây rồi nhân 0 đâu, với nhân đây đâu, mà nó chắc chắn sẽ bằng 0. Như vậy Y ở đây sẽ bằng 0. Đó. Từ L. ba phần âm năm nhân một phần ba, ba ba này em, kết quả như vậy, kết quả đi là bằng một phần âm năm. Rồi như vậy ông định nó chính là gì? Lương Thế Vinh ha. Như vậy thì cái nhà bác học nhà toán học đó là Lương Thế Vinh. Đó. Được chưa? Lương Thế Vinh. Ok. Rồi. Chúng ta đi sang bài 80 nhé. Rồi, chúng ta đi sang bài 80 các em nhé. Tính câu A. 5 nhân cho 3 phần 10. 5 nhân 3 phần 10 thì các em thấy là chúng ta sẽ có 5 nhân âm 3 trên 10. Thì ở đây 5 với 10 này, như vậy trên đây còn 1, dưới còn mấy, còn 2, kết quả nó bằng âm 3 phần 2. Xong, được chưa nào? Chúng ta đi sang câu B nhé. Những bài này rất là dễ các em. 2 phần 7 nhân 5 phần 7 nhân 14 phần 25. Thì nếu thông thường á, thì các em thấy là gì? Chúng ta sẽ thầy lỗi, viết cái đề sai, đây là cộng nha. Chúng ta thực hiện trong quá trình phép tính, chúng ta thực hiện nhân trước cộng sau nha, chứ không phải chúng ta lấy 2 phần 7 cộng 5 phần 7 đây là sai đó, mà chúng ta nhân chia trước cộng trừ sau. Như vậy thì ở đây các em sẽ bằng là 2 phần 7 ghi lại đi, cộng này chúng ta lấy 5 nhân cho 14 trên 7 nhân 25 ở đây bằng tiếp. Như vậy 2 phần 7 không đụng chạm gì, cứ để đó nha. Cộng ta có 5 chia 25 này, như vậy đây chia 5, đây chia 5, như vậy đây còn 1, đây còn 5 nha. Như vậy đây còn 1 này, đây còn 5 này. 14 với 7, như vậy đây chia 7, đây chia 7, như vậy đây còn 2 này. Ở đây còn 1 này. Như vậy nó bằng 2 phần 7 cộng cho 1 nhân 2 là 2 phần 5. Sau đó chúng ta tiến hành quy đồng nha. Như vậy mẫu chung ở đây là bao nhiêu em? 35 đúng không nào? 35 chia 7 thì được 5 nhân ở đây, như vậy nghĩa là lấy 2 nhân 5 này cộng 2 nhân 35 chia 5 được 7 nhân, đây là 7. Như vậy trên đây là 10 cộng cho 14 đúng không? Trên cho 35. Như vậy kết quả đây là bằng 24 phần 35. Đó. Chúng ta phải lưu ý nha, trong quá trình tính toán chúng ta phải thực hiện phép nhân trước, sau đó chúng ta mới thực hiện phép cộng và phép trừ, hoặc là phép trừ nha. Chúng ta đi sang câu C các em nha. Câu C. 1 phần 3 trừ cho 5 phần 4 nhân cho 4 phần 15. Được chưa? Như vậy thì ở đây chúng ta cũng thực hiện phép nhân ở đây trước, sau đó chúng ta thực hiện phép trừ.
Như vậy thì ở đây ta có bằng là 1 phần 3 trừ 5 nhân cho 4, ở đây 4 nhân cho 15 bằng 1 phần 3 trừ để đó đi. Các em thấy 5 với số 15. Như vậy 5 với 15 thì đây chia 5, đây chia 5 thì đây được 1, thì đây được 3. 4 chia 4 đây được 1, đây được 1. Như vậy kết quả đây 1 phần 3, 1 x 1 là 1, 1 x 3 là 3. 1 phần 3 trừ 1 phần 3 thì nó bằng bằng 0. Các em nhìn giùm thầy câu A, câu B, câu C nào. Rõ ràng không? Rất là rõ ràng đúng không? Nếu hay thì nhớ. Các em lớp 6 nhớ là thầy cảm ơn, rất là cảm ơn các em. Tại vì thầy thấy trong thống kê kênh các em click quảng cáo cho thầy rất là nhiều. Thực sự là như vậy. Thầy có số liệu được báo cáo ở trên kênh nha. Như vậy thì thầy cảm qua video này thầy cảm ơn các em lớp 6 nha. Các em cứ phát huy nha các em nha. Các anh chị đặc biệt lớp 8, lớp 9 chỉ biết xem nha, ít khi mà click quảng cáo cho thầy lắm. Thầy đã hoàn toàn dạy miễn phí đúng không em? Thầy đã bỏ công bỏ sức ra dạy cho các em rồi. Thì các em chỉ cần ủng hộ bằng cách bỏ vài giây ra click quảng cáo thôi, chứ có vấn đề gì đâu mà khó khăn hơn, đúng không các em? Rồi, chúng ta đi sang câu D nha các em nhé. Rồi, chúng ta có câu D. Như vậy thì đề bài là 3 phần 4 cộng âm 7 phần 2 nhân nè các em 2 phần 11 cộng 12 phần 22 ha. Như vậy thì ở đây nó có hai cái ngọt rồi, thầy đẩy cái sách lên luôn, thầy để dưới bàn thầy viết nha. Như vậy ở đây các em nhớ này, phải tính ngọt này bằng kết quả, tính ngọt bằng kết quả, sau đó chúng ta mình lại tiến hành nhân hai kết quả này lại với nhau. Như vậy chúng ta thực hiện bằng cách quy đồng hai cái ngọt này. Như vậy cái ngọt đầu tiên mẫu chung nó sẽ là 4, ngọt thứ hai mẫu chung sẽ là bao nhiêu? 22 anh em. Coi thầy thực hiện nhanh này, 4 chia 4 được 1, chúng ta lấy 3 nhân cho 1 không? Cộng âm 7 ở đây, chúng ta sẽ 4 chia 2 được là 2, nhân ở đây cho 2. 2 trên tử này cứ viết lại đi, 22 chia 11 thì bằng 2, nhân ở đây 2, cộng 12 nhân 22 chia 2 bằng 1, nhân đây cho 1, được chưa? Bằng tiếp, ta có 3 x 1 là 3, cộng với trừ thành trừ này, 7 x 4, 7 x 2 là 14 này, phần 4 này, nhân này, đây là 4 cộng cho 12 trên 22, ha, các em, ok, được chưa? Như vậy thì ở đây chúng ta có là gì? 3 trừ 14 là bằng âm 11 phần, phần 4 này, nhân này, 4 cộng cho 12 là bằng 16 phần 22. Ta lấy tử nhân tử, mẫu nhân mẫu ha. Đó, cứ làm từng bước vậy thôi. Như vậy âm 11 với 2 cái ở đây chia 11, ở đây chia 11 thì kết quả ở đây bằng âm 1. Ở đây còn 2. 16 với 4 thì ở đây chia 4 thì được 4, ở dưới đây còn 1. Như vậy đây là âm 4 phần 2 thì kết quả ở đây là bằng bằng 2. Vậy thôi. Thầy làm không có bỏ cái bước nào hết các em. Rất là kỹ và rất là rõ để các em dễ hiểu đúng không nào? Ok. Nhớ click quảng cáo và chia sẻ các bạn nha. Cảm ơn các em trước nha, các em lớp 6 yêu quý của thầy nha. Rồi. Chúng ta đi sang bài 81 nha các em. Rồi, chúng ta có bài 81 các em nhé. Tính diện tích và chu vi một khu đất hình chữ nhật có chiều dài 1/4 km và chiều rộng 1/8 km. Các em nhớ này, diện tích thầy ghi công thức luôn này. Diện tích hình chữ nhật thầy ghi tắt nhé, thì sẽ bằng lại dài nhân rộng các em nhé. Các em luôn luôn phải nhớ công thức này. Còn chu vi của hình chữ nhật thì bằng dài cộng cho rộng và nhân cho 2 nhé. Tại vì sao thầy cho các em công thức? Tại vì lên lớp 7, lớp 8, lớp 9, thậm chí lớp phổ thông chúng ta luôn luôn sử dụng công thức này. Như vậy thì ở đây đã có công thức rồi, thì thầy sẽ tính cho các em là cái diện tích hình chữ nhật khu đất là, như vậy thì diện tích thì nó sẽ bằng là dài nhân rộng, rộng nhân dài, lấy 1/4 nhân cho 1/8 thì các em lấy 1 nhân 1 ở đây, 4 nhân 8 thì sẽ bằng 1/32. Nhớ đơn vị là dù mét thì mét vuông, mà đây là km thì nó sẽ là km vuông. Các em hiểu không nào? Ok. Còn chu vi
chui, hình chữ nhật của khu đất là như vậy. Thì cũng theo công thức của thầy là gì, bằng dài là 1 phần 4 cộng rộng nhân cho 2 đó nào. Như vậy thì bây giờ chúng ta sẽ tính trong ngọt này trước, sau đó chúng ta nhân 2. Như vậy trong ngọt này ta tiến hành quy đồng, mẫu chung ta là 8. 8 chia 4, 8 chia 4 thì được 2, nhân lên 2 x 1 đây vẫn là 2. 8 chia 8 được 1, nhân 1 thì nó vẫn là 1, nhân 2 đây. 2 cộng 1 bằng 3 phần 8 nhân cho 2. Đó nào, như vậy ở đây ta có 3 nhân 2 trên 8. Đó, như vậy thì ở đây nó 28, như vậy còn 3 nhân 1 trên 4 thì nó sẽ bằng 3 phần 4 km. Được chưa? Vậy thôi. Nếu ai thì người ta trả lời vô, còn không thì thôi cũng được. Đó. Bài 81. Rồi. Chúng ta đi sang bài 82 nhé. Ta có bài 82. Toán vui. Một con ong và bạn Dũng cùng xuất phát từ điểm A để đến B. Nghĩa là từ A đến B. Đây giữa ong này với bạn Dũng này. À. Biết rằng mỗi giây ong bay được là 5 mét. Ong ấy thì nó là một giây á, một giây thì bay được là 5 mét. Ha, được chưa nào? Đó, còn Dũng á là gì? Mỗi giờ 1 giờ là đi được xe đạp á, là 12 km. Hỏi con ong hay bạn Dũng đến trước B, như là từ A tới B đây này, em hiểu nào? Như vậy thì để tính được xem được thì chúng ta phải đưa nó về cùng đơn vị. Ở đây nha, con ong là giây mà đây là mét, thì bây giờ thầy sẽ đưa nó về giờ với km thì để chúng ta tiến hành so sánh. Các em hiểu nào? Như vậy bây giờ thầy các em thấy này, giải này. Như vậy ong này, riêng con ong này nha, thì bây giờ một giây á, một giây thì nó bây giờ một giờ đi, một giờ là nó bằng là bao nhiêu giây? Phải 3600 giây không em? Tại vì nó bằng 60 phút nhân 60 phút. Nghĩa là 1 giờ bằng 60 phút, mà 1 phút thì bằng 60 giây. Như vậy chúng ta lấy 60 nhân 60 là bằng 3600 giây. Phải không nào? Còn 5 mét. 5 mét thì nó bằng là gì? Bằng như em. Bây giờ đổi ra km có phải lấy anh này chia cho bao nhiêu? Cho 1000 km. Chúng ta để chia 5 thì nó còn lại là 1 phần 200 km. Cái đúng nào? Như vậy thì một trong một giờ, trong một giờ con ong sẽ bay được là nè. Như vậy thì cái quãng đường đi được, quãng đường thì sẽ bằng vận tốc nhân thời gian. Như vậy vận tốc của nó ở đây, thời gian đây là 3600 giây. Đó nè, nó đi được cái vận tốc ở đây là gì? Tại vì trong 1 giờ nha, sẽ là 1200. Đó nè. Rồi chúng ta bấm cái tính ra nha. Rồi nó sẽ bằng là 18 km nha. Đó. Mà bằng Dũng á, bằng Dũng thì 1 giờ thì đi được xe đạp á, có bao nhiêu? 12 km à. Chứng tỏ là con nào, con ong hay bạn Dũng đi đến B trước em? Con ong sẽ đi đến B trước. Như vậy ta kết luận là vậy, vận tốc của con ong là 18 km/h.
Nếu mà quãng đường ấy là 18 km là quãng đường, nhưng mà trong 1 giờ em ta lấy vận tốc thì bằng quãng đường chia thời gian. Như vậy thì 18 chia 1 thì vẫn là 18 km/h đúng không nào? Nó sẽ lớn hơn. Chứ không các em nói bảo ủa cái này quãng đường mà sao ở đây thì các em thầy là ghi vận tốc không phải em, tại vì trong 1 giờ này, trong 1 giờ nghĩa là nếu như trong công thức ở lớp 5 các em được học là vận tốc thì bằng quãng đường chia thời gian này. Quãng đường ta 18, thời gian ta là 1 này. Nhưng mà các em lấy 18 chia 1 thì nó vẫn ra 18. Như vậy vận tốc của ông vẫn là 18 km/h đúng không nào? Nó sẽ lớn hơn vận tốc của bạn Dũng, nên tại bạn Dũng có 12 km/h thôi đó nè, đó nên con ông sẽ đến B trước bạn Dũng, được chưa? Bạn Dũng nhớ là chỉ có 12 km/h thôi nha, vì ở đây Dũng là vận tốc chỉ là 12 km/h thôi nha. Tại vì trong 1 giờ quãng đường là 12 ha. Đó. Đây anh em, bài 82 này. Rồi. Chúng ta sẽ đi sang bài 83 nhé. Rồi, chúng ta có bài 83. Clip này hơi dài đúng không em? Nhưng mà các em thích dài dạy hàng ngắn, có gì comment nhé. Đề bài như sau này, lúc 6 giờ 50 phút. 6 giờ 50 phút, bạn Việt đi xe đạp từ A để đến B với vận tốc là 15 km/h. Rồi, đây. Thì sẽ vẽ đại khái cái toán này là giống toán của lớp 5, lớp 4, lớp 5 toán chuyển động em. Ở đây là A không? Ở đây là B đi. Thì bây giờ xuất phát cái thời gian T á, thì đây là việc này. Việc thì xuất phát thời gian T của chúng ta, nhớ cái công thức là S sẽ bằng V nhân T nha. Quãng đường thì bằng vận tốc nhân thời gian nha. Như vậy T thì của bạn Việt này thì nó sẽ là 6 giờ 50 phút này. Còn đi vận tốc V thì nó là 15 km/h này. Rồi, ok. Được chưa? Lúc 7 giờ 30 phút bạn Nam đi xe đạp từ B để đến A với vận tốc. Bây giờ việc thì đi từ A đến B, nghĩa là đi theo chiều này là của việc này. Còn đi chiều từ B cho tới A là bạn gì? Bạn Nam đúng không? Thì bạn đi vận tốc là thể loại thời gian là bằng 7 giờ là 10 phút nè. Còn vận tốc là bằng 12 km/h này. Đó. Hai bạn gặp nhau ở C. Như vậy gặp nhau ở C, ví dụ ở đây đây. Ở C. Như vậy cái thời gian ở đây các bạn gặp nhau là lúc ở đây là 7 giờ 30 phút. Chứng tỏ là bạn Nam này đi 20 phút này. Bạn Việt này là đi bao nhiêu? 40 phút đúng không? 40 phút. Bạn này đi 20 phút thôi. À, người ta yêu cầu là tính S của AB. Đó. Như vậy thì các em để tính được cái quãng đường của AB thì chắc chắn ta phải tính của quãng đường của AC cộng cho quãng đường của BC. Thì nó ra được quãng đường tổng của S của AB. Các em hiểu không nào? Rồi để giải quyết bài toán trên thì chúng ta nhìn đây để thầy hướng dẫn nhé. Như vậy thì ban đầu để bây giờ chúng ta chỉ tính cái quãng đường AC trước. Hả nào, để tính được quãng đường AC thì chúng ta cần phải biết quãng tốc và cái thời gian. Như vậy cái thời gian mà bạn Việt mà đi từ A đến C giống như nãy thầy nói là hết mấy phút. Có phải là ở đây bạn xuất phát là 6 giờ 50 phút mà tới C đây để gặp bạn Nam là thời gian là 7 giờ 30 phút, thì các em sẽ lấy cái thời gian 7 giờ 30 phút này người ta trừ cho 6 giờ 40 phút. 6 giờ 50 phút này ra thì ra được cái thời gian vận tốc bạn đi được là 15 km/h, thì đã có thời gian mà vận tốc thì chúng ta sẽ tính được quãng đường của AC. Các em hiểu không nào? Rồi, đây. Này giải. Đầu tiên chúng ta sẽ tính được cái quãng đường của AC
nha. Nên là ký hiệu ở đây là S của AC nha em nha, SAC. Như vậy thì để tính được quãng đường thì chúng ta sẽ tính được cái thời gian của thầy trước. Như vậy thì ở đây chúng ta có cái thời gian gặp ở C, nên là có cái thời gian bàn việc đi hết quãng đường AC, như là SAC là như vậy thì ở đây nó sẽ bằng là gì em? 7 giờ 30 phút, nó sẽ trừ cho 6 giờ 50 phút thì chứng tỏ nó bằng là 40 phút. 40 phút chúng ta đổi ra giờ bằng cách chúng ta chia cho 60 em, nghĩa là 4 phần 60 giờ này. Thì chúng ta rút gọn đây chia cho 20, ở đây chia 20, đây chia 20 nè, đây chia 20, chia 20 thì nó bằng là 2 phần 3 giờ, được chưa? Rồi như vậy ở đây là 2 phần 3 giờ. Sau khi mà có cái thời gian rồi, vận tốc của chúng ta là bằng việc đi là 15 km/h này. Như vậy thì chúng ta có S của AC là quãng đường AC sẽ bằng vận tốc nhân thời gian, thì sẽ bằng vận tốc đây là 15 nhân cho 2 phần 3. Như vậy thì ở đây 15 chia cho 3 thì được 5, 5 nhân 2 là được 10 km. Các em hiểu không? Rồi tương tự như vậy thầy sẽ tính quãng đường BC bằng cách thầy tính cái thời gian, bạn Nam đi từ B tới C, nghĩa là lấy 7:30 trừ cho 7:10 là bằng 20 phút ha. Ok. Như vậy thì chúng ta tính cái quãng đường BC, nghĩa là thầy ký hiệu ở đây là SBC ha. Rồi. Như vậy thì chúng ta có là cái thời gian bạn Nam đi hết cái quãng đường, thì đáng lẽ thầy ghi chữ quãng đường nhưng mà thầy ghi tắt nhanh là quãng đường BC là nha. Là như vậy thì chúng ta sẽ có là 7 giờ 30 phút chúng ta trừ cho 7 giờ 10 ha. Thì sẽ bằng 20 phút. Chúng ta đổi ra giờ thì chúng ta có 20 phần 60 giờ thì sẽ bằng 1 phần 3 giờ. Được chưa? Như vậy thì chúng ta có S của BC sẽ bằng V nhân T. Đây là V nha em. V vận tốc của bạn đi là 12 này, 12 km/h này. Như vậy thì sẽ bằng 12, thời gian đây là 1/3 này. 12 chia 3 thì được 4 km. Do đó cái quãng đường từ A tới B ấy, thì bằng S của AC cộng cho S của BC thì bằng 10, cộng cho 4 thì bằng 14 km. Sau đó chúng ta kết luận thôi. Vậy độ dài quãng đường AB là 14 km. Xong. Chà, clip này chắc là clip dài nhất từ hồi giờ thì quay cho các em đúng không? Các em thích quay dài như này hay quay ngắn nè? Thầy sợ quay dài các em ngồi trước màn hình smartphone hay TV hay laptop thấy mỏi hết chứ. Rồi, chúng thầy sẽ đẩy lại tóm tắt cái đề bài trước cho các em xem nha. Nhìn này, tóm tắt đề bài. Được chưa? Rồi. Chúng ta tới phần giải này. Nhìn thầy tính cách tính quãng đường của AC trước, của bạn Việt trước tới đây. Tiếp tới quãng đường của BC cũng như là tổng quãng đường tổng AB ha. Rồi tới đây thì thầy xin tạm dừng. Trong clip tiếp theo thầy sẽ quay cho các em ở bài 12 phép chia phân số. Nó bài này cũng dễ thôi em nha. Còn nếu trong quá trình học ấy, thì hiểu thì nó dễ mà không hiểu thì nó khó, cái kiểu như vậy. Nên em phải hết sức lưu ý. Như vậy thì nếu mà cảm thấy hay và dễ hiểu thì giúp thầy clip quảng cáo và chia sẻ các bạn cùng trường cùng lớp các em nha. Ok, xin chào và hẹn gặp lại các em trong clip tiếp theo nha.